Đây này anh à, em muốn xăm cái kiểu hình mà nó to mà kín lưng này luôn ấy, không xăm nhỏ xấu lắm. Thế em muốn đi màu hay đi trắng đen? Anh cứ đi khung cho em trước đi, xong rồi tí nữa anh tư vấn màu cho em sau. Em chưa biết như nào đẹp nhá. Hình kiểu to như này luôn anh nhá. Ok, hình giống này đúng gì? Cũng vâng, cá chép này đúng không? Ok. Anh nhẹ tay rồi em sợ đau ấy. Trời, em chơi em sợ đau, em chuẩn bị chưa? Không ngủ tay hả anh? Ờ không, không cần đâu, em chơi đâu sợ đau em. À, bắt đầu đi nhá. Suy nghĩ cho việc em đi chơi nhá. Đau không em? Tê tê chị ạ. Anh cố gắng làm đẹp lên cái nhá. Hình em để cả đời luôn đấy. Đau thế. Cố lên em ơi, sắp xong rồi. Nhẹ thôi anh. Ấy ui. Đau em, cố lên, sắp xong rồi. Xong chưa anh ơi, lâu thế. Chưa em ơi. Ráng lên sắp xong rồi. Anh đau quá. Ai bảo em chọn hình to rồi, cố lên nữa. Đừng chơi mà em, bỏ nó mà. Kín lưng yên tâm. Kín cả hết xuống cặp quần đi. Ờ, yên tâm. Xuống dưới cặp quần liền rồi đấy. Rồi im, em là xin không muốn làm đấy. Em ơi, cố lên, sắp xong rồi mẹ. Rồi, xong rồi em. Ok, xong chưa? Anh sao cho em sang gương đấy. Thôi, nghỉ tí đã, đang đau mà, từ rồi, đấy. Này, đẹp. Đang đau. Okay, ha. Cái xúc xích này, ăn đi này, ra rồi này. Ra đi. Ăn đi.
em là vị khách là chiều nhất này đấy, xúc xích ăn mình ăn nhìn nó giống cái gì chưa? Này, giống gì đây? Giống gì đây? Nhìn đi, nhìn nó giống gì đây? Đây này, đầu to thân nhỏ này, tròn vuông này, 180 độ này, ngon tuyệt vời. Đấy. Trời đi. Chớ rồi này. nhìn ai làm thật đấy. Chớ này. Này, mang đi. Đưa đi. Ăn đi. Không ăn. Không ăn ngồi đây là đói. Chờ cài máy lâu lắm. Chạy phần mềm lâu lắm, mất 3 tiếng rồi. Anh em. Mà ăn đi. Các con gái lông chân lông tay nhiều này. Các con lông chân mà nhiều chưa? Ăn đi. Ăn ra hết rồi, chớ rồi thì ra rồi. Ăn đi, ra rồi đây. Em nhớ cuốn ăn của em chê là bè đúng không? Em muốn em xúc xích nó to đúng không? Đúng không? Đây nó bé nhưng mà nó dài, nó ngon, nó đậm, đậm vị, nó không lợ. Chơi đi. Chơi đi, quay mặt đây này. Alo. Em yêu cầu xe cứu hỏa tới khu vực nào đây? Alo. Em yêu cầu một xe cứu hỏa tới khu vực địa chỉ nào? Anh cho địa chỉ đi để em tới. Alo. Nhắn thỏ thôi. Ô nhắn em ơi, anh đừng đuổi em ơi. Số thứ ba này yêu cầu tới trung tâm cứu hỏa là một, yêu cầu một chiếc xe cứu hỏa tới khu vực nào đó, anh nói nhầm số. Em đừng có đùa. Chuyện này nguy hiểm, quan trọng, em nói em đùa. Liên quan tới tính mạng người sao em đùa? Hãy cũng điện ai mà sao em? Trung tâm cứu hỏa có lưu số em là điện yêu cầu một xe cứu hỏa tới khu vực. Tới khu vực nào? Anh sẽ điều tra số của em. Em đừng có cãi. Anh sẽ điều tra số của em. Ok. Đang nguyên thi quá. Em mà đi học về là em còn đi lái luôn. Em mà đi học về. Alo. Này có phải là số tiền bao của Trần Nguyên Thi phải không? Em có phải là Trần Nguyên Thi phải không? Mà sao em gọi tới trung tâm cứu hỏa là yêu cầu một xe cứu hỏa tới khu vực ở Huế? Là khu vực nào? Em cũng điểm đến trung tâm lưu số tiền bao của em. Khu vực chuẩn bị, đây là chuyện nguy hiểm và quan trọng mà đang em đua. Liên quan tính mạng con người mà đang thấy con điểm sao tối tới bao này nằm trong khu vực trung tâm cứu hỏa. Bây giờ anh nói thiệt này, em ở địa chỉ nào em cho anh địa chỉ để em tới lại. Còn anh đã chuẩn bị xong rồi. Em đua à? Sao cứu hỏa chuẩn bị xong rồi mà đang anh nói em không điểm. Không điểm mà trung tâm lưu số của em. Mà đang anh biết số của em. Mà sao anh biết em tên Trần Nguyên Thi, số thứ ba là của Trần Nguyên Thi. Thì giờ em đang ở đâu? Em đang ở đâu? Thì giờ em đang ở đâu? Em nhà em địa chỉ nào? Em ở địa chỉ nào? Anh tới anh làm việc.